Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong clip này mình sẽ tiếp tục xếp cấp độ sức mạnh của các men trong thế giới anime. Đương nhiên không thể nào thoát khỏi sự sai sót rồi. Và nếu có sai hay thiếu sót gì thì mong anh em hãy comment cho mình biết nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nhân vật đầu tiên. Mở hàng cho clip này là Son Goku trong vũ trụ The Dragon Ball, mang trong mình dòng máu của người Saiyan cực kỳ thích đánh nhau, nhưng Goku lại không có trí tuệ cao siêu cho lắm. Là một nhân vật đã hạ gục rất nhiều ác nhân trong giải thiên hà, Freeze, Kid Buu đấm nhau với Beerus mà không hề tỏ ra sợ hãi. Trong giải đấu sức mạnh, Goku đã cùng Freeze đẩy Jiren ra khỏi võ đài. Mình nghĩ hiện tại Goku ở cấp đa vũ trụ là ok, vì dù sao các phép của Goku vẫn đang trong phát triển mạch truyện chính, còn mấy cái ngoại truyện thì mình sẽ không đưa vào, đặc biệt là Full Blue Universal. Tiếp theo trong clip là anh chàng bị teo nhỏ, thám tử lừng danh Edogawa Conan, học sinh trung học bị teo nhỏ nhưng mang trong mình một loại haki cực đỉnh, là đi đến đâu thì án mạng đến đó, với skill suy luận cực mạnh chứ không hề có skill nào liên quan đến sức mạnh. Dù vậy, cũng nhờ sự ngầu nòi và nổi tiếng nên ông thần này đã thu hút khá fan girl cũng như các cô gái theo đuổi, nên anh ta đồng hạng với Kaito Kid là đẹp. Nhân vật tiếp theo, Lai trong Death Note. Với cuốn sổ tử thần trong tay, anh nhanh chóng gây ra nhiều vụ án nhờ sự giúp đỡ của Shinigami, cùng với trí tuệ đầu óc không thua kém các nhân vật khác, được nhiều người đặt cho bí danh Kira. Trong anime Death Note chỉ có thám tử L là có thể solo với anh, vậy nên mình vẫn để anh ta đồng hạng với thanh niên teo nhỏ mà lão to. Tiếp theo là ông hoàng Avatar cùng cha khác ông nội với Ajinokoji Kijotaka, Ozeki Hotaro, sở hữu phương châm sống tích cực, đó là tiết kiệm năng lượng nhất có thể cho đến khi có sự xuất hiện của Chitanda Eru, đã giúp anh chàng này thay đổi nhiều và bộc lộ dần khả năng suy luận không kém gì Conan hay tư duy như Kijotaka, nên ông hoàng Avatar sẽ ở đồng hạng với các nhân vật trước đó. Tiếp theo là một con mèo máy nhưng cứ bị nhầm là một con chồn, Doraemon, sở hữu cho mình nhiều món bảo bối thần kỳ và một vài món bảo bối đó nguy hiểm đến mức mà cho thằng Nobita sử dụng là không khéo nó phá tan nát luôn cả cái trái đất không chừng. Dù không mang cho mình nhiều sức mạnh to lớn nhưng do nhiều món bảo bối hack game quá nên tôi sẽ tạm xếp Doraemon vào cấp độ Planet. Vì sao không phải là cấp thị trấn mà lại là cấp Planet? Anh em thử nghĩ xem cái món bảo bối nguy hiểm của Doraemon mà nên ra dùng, không khéo nó phá tanh bành luôn trái đất không chừng, chứ đừng có nói gì đến là thị trấn hay lục địa quốc gia các thứ vân vân và mây mây. Nhân vật tiếp theo, một anh hùng với một tấm khiên vững chắc có thể tành các đòn đánh cực mạnh, Naofumi Iwatani. Dù không có khiên thì anh cũng đủ mạnh để ném một con chim khổng lồ bằng tay không. Thậm chí là khi có khiên, anh có thể tanh được các đòn đánh mang đủ sức mạnh phá hủy cả các hành tinh. Đến đây tôi hơi bị khó xếp anh chồng của bé gấu mèo, vì các đòn đánh của anh ta ở trên anime khác nhiều so với trong light novel. Cũng dễ hiểu vì trong anime có một chặng đường dài so với light novel, nên tôi tạm xếp Naofumi ở cấp vũ trụ. Điều này cũng dễ hiểu vì trong anime khác với trong light novel rất nhiều. Tiếp theo là một phiên bản tưởng Brock trong One Piece nhưng không, là chúa tể Momonga, là men của bộ Overlord và là Socket King của vương quốc Socket. Anh lãnh đạo một đội quân hùng mạnh ở tân thế giới. Dù là một vị vua nhưng xuất thân của anh lại chỉ là một nhân viên văn phòng. Anh ta có một khả năng mà mình rất thích, đó là thao túng linh hồn, khi có thể triệu hồi những người ăn linh hồn, hấp thụ linh hồn của những người gần chúng. Dựa vào các feed của Momonga, mình nghĩ Momonga ở cấp vũ trụ, nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, có thể sai nhé. Nhân vật tiếp theo là một tạo hình thứ ba của Godzilla trên màn ảnh, đó là Godzilla Ultima, là một trong những thực thể mạnh nhất thế giới anime. Mỗi cái bản thể của nó ở trái đất đã có thể gây ra một sự khủng bố tinh thần cho con người rồi. Nó có thể tạo ra tương lai cho chính mình và mạnh dạn bước đi ở giữa tương lai mà nó đã xác định. Nó có thể bắn bơm xuyên thời gian và chính thời gian khuếch đại bơm của nó. Sự tồn tại của nó bao bọc trái đất trong một tấm lưới và trồi lên từ vũ
trụ lân cận. Nó vươn cánh tay của nó qua các chiều không gian khác, là một thực thể toàn diện khắp không thời gian và các dòng thời gian khác, với mục đích phá hủy mọi thứ mà nó đến. Bản thể thật của nó tồn tại ở một chiều không gian mà nó coi là nhà, và nơi đấy chiều không gian của nó cho phép nó làm bá chủ vũ trụ thiên hà. Cái bóng trong phim của nó chả là gì với bản thể thật của nó. Ấn tượng hơn cả là khả năng viết lại lịch sử vũ trụ. Với nhiều đó fit thì mình nghĩ rằng Godzilla Ultima ở cấp độ không xác định sẽ là hợp lý hơn cả. Tiếp theo là một ma vương mà tôi cứ tưởng là một con slam vô hại, Jimuzu Tempest. Anh là kẻ mạnh nhất của bộ anime Slam. Rồi theo web Night Novel, Jimuzu có thể hủy diệt vô số vũ trụ, điều mà không phải nhân vật chính nào cũng làm được. Trong web Night Novel, Jimuzu được xác nhận là mạnh hơn cả Vendonava, con rồng mạnh nhất trong bốn chân long. Với cấp độ sức mạnh của ma vương Jimuzu, mình thật khó xếp sức mạnh của anh ta, nên là chú Slam này sẽ ở cột không xác định vì quá mạnh. Nhân vật cuối cùng trong clip này, Arnold Vodigo, trong bộ Night Novel Học viện Ma Vương. Nhân vật được cộng đồng fan anime coi là mạnh nhất trong các nhân vật chính. Mặc dù là một ma vương giống Jimuzu bên bộ Sở Nam, nhưng Arnold cũng rất quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người anh quan tâm. Sở hữu sức mạnh ma thuật to lớn hơn mọi dạng sống khác. Sức mạnh của anh còn lớn hơn sự hủy diệt. Có trí tuệ cao, kiến thức về phép thuật, sở hữu Venus có thể chém mọi đối thủ, đôi mắt có thể hủy diệt và còn vô số sức mạnh khủng khiếp của ma vương Arnold. Tóm lại, Arnold xứng đáng ở vị trí đầu bảng, có thể nói anh ta mạnh hơn cả Jimuzu, Sai Akuto, thậm chí là cả Zeno-sama. Hảo An. Ok, bản xếp hạng lần này cũng đã hết, anh em thấy sao? Còn thiếu hay sai sót gì không? Hay anh em muốn men nào xuất hiện trong clip tiếp theo thì hãy comment cho mình biết nhé. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh. Cũng đừng quên bật chuông thông báo để đón nhận những clip mới nhất mỗi khi mình đăng lên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!